tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Miss World Việt Nam 2019 chung khảo phía Nam. Sôi động, phá cách, bất ngờ. Đêm nghệ thuật tôn vinh nhan sắc Việt quy tụ dàn ca nghệ sĩ danh tiếng, hai đại sứ Hoa hậu Mỹ Linh và Hoa hậu Tiểu Vy, dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2019 trên kênh VTV9 và tiếp sóng trên 10 kênh truyền hình địa phương khác.